Yo, yo, happy birthday. Happy birthday. Cái nhà ngày hôm nay hai mẹ con em sẽ đi chợ. Bữa nay cherry 5 đồng, 6 đồng, mắc quá. Còn mắc quá. Blackberry một hộp đồng mấy nè. Blackberry bữa nay rẻ nè. Mọi người, một hộp bữa nay rẻ nè các bạn. Sao mua cam. Quýt 5 đồng mấy, bữa nay cái 5 đồng mấy nè các bạn. Chị mua cam đi 5 đồng mấy một bao này. 5 đồng mấy một bịch này các bạn. Nó bán bịch. Để cho bịch nặng ngon ngon đó bịch. Okay, lấy bịch này đi. À, bữa này có măng tây hoàng đế nè các bạn. Bự ghê. Nè, một lũ quay luôn. Hôm nay anh gì đi chợ mua quà tặng sinh nhật mẹ nha mọi người. Hello các bạn, bây giờ mình đã về tới nhà rồi và các bạn xem nè. Một buổi chợ của hai chị em mình đi hai cái chợ. Đi hai cái chợ và bắt đầu mình sẽ đem đồ ra ướp và nướng thịt. Ăn mừng sinh nhật của mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ soạn đồ ra nha. Soạn xem cái đồ nào mình sẽ nấu. Sò huyết này sẽ là nướng mỡ hành. Em phải chôn vô trong. Tôm này là tôm chút nữa mình tôm sóc muối nha các bạn. Làm tôm muối ớt. Đây là nước sốt mình chuẩn bị nha các bạn. Đó. Sẽ tẩm vô cái thịt heo nha các bạn. Công nhận miếng heo ngon ghê á nè. Nó sẽ bạn nhìn coi nè, màu đẹp ghê. Em là ăn nhiêu đây thôi, cho nóng lên thôi. Dạ thì đó, em nói cơm nguội ăn đủ rồi. Đó bà, chị lo. Nhìn ngon chưa? Bắp đã lên lò. Nhưng mà cái đó đó là em bủ vô cái phân củ. Cái này là tôm. Tôm là tôm mình xóc muối ớt nha các bạn. Còn cái này đã thấm rồi, bắt đầu mình đem ra xong mình nướng nha. Anh là không chế nó ăn nó làm sao. Thì mỗi người cái bộ thịt nướng ban đêm này không đủ ánh sáng, cái nhìn nó tới thui ta. Trời ơi. Đó, đừng nói thôi, lát nó nhiều việc quá. Rồi em quá nhiều việc quá chị. Một phần đi làm nữa. Lúc ở nhà trời mưa, trời gió lạnh. Sweet. Bây giờ mình hay mình xài bóng này, mình tôm xài này bóng các bạn. Bóng tôm. Đó. Đó. Ăn sinh nhật hoành tráng các bạn ơi. Dẫn đường dây qua thôi. Bắp nó có cái ổn. Trời ơi, bắp nó đen thui nhìn nó thấy gì hết. Nào đem bếp về em hỏi. Dạ. Trên đây. Nó biết tại nó câu á. Đó, măng tây. Măng tây thịt nướng. U, thịt nướng có đèn lên nhìn đẹp quá. U. Đi đâu đi đâu. Sao lên dĩa. Cái gì? Anh làm gì? Tôm này là tôm nướng muối ớt nè, với lại cho chút xíu bơ cho nó thơm hết sảy luôn. Hết sảy đúng không?
không? Ừ, ngon. Ngon. Tuyệt vời đúng không? Bởi vì mấy con này nướng mỡ hành ngon lắm. Đúng rồi. Nên xương mấy con này có đồ phộng sẵn rồi nè. Kéo ngoài bên. Vô cái chị. Vô cái gì? Cái ly của chị á. Ờ, vô cà phê hả? Ừ. Em uống bài. Rồi. Vô, vô, vô. Happy birthday. Happy birthday. Cái này là rượu chocolate hả? Rượu chocolate hả? Còn cái này là chị uống rượu nho, bữa nay mua rượu nho cho chị uống. Ngon lắm. Cái này là cocktail. Nho chị nói thôi. Thiệt, nó có cái rượu chocolate rất là ngon. Rượu chocolate ngon, đúng nhưng mà chị uống nó nhiều không tốt. Tại vì sao em đọc cái ấy của nó là nó bị sugar đó chị. Nóng rồi chị, nó ngon. Nướng bắp, nướng đồ, nướng tùm lum, đâu hết đâu. Chị biết không, nãy em làm con dĩ à. Còn cắt dĩ vô kìa. Trời nhiều quá, làm hai dĩ hết. Tại vì mình có còn chị muốn bụng nho thì nó đỡ, tại nó là grapes. Nó là chất ngọt của grapes, cho nên nó đỡ hơn. Rút giùm em cây trong đây. Cái đuôi á, wow, lúc xúc động. Lúc ấy vô sao mà lúc rút ra không được vậy nè. Để dính thịt. Chị phải tước cái đầu đi xong rồi chị mới kéo nó ra được. Nó không ra thiệt đó chứ. Không ra, em làm không ra. Mà nóng nữa. Rút ra giùm em anh đi. Mà rất là nóng. Nóng quá. Rất quá nóng luôn. Đó, rút từ sau kìa. Ê, đã lấy cái con dưới cho nó nguội không? Để không, em lấy cái cây. Để em ăn cái này. Còn nó nóng quá. Đúng rồi, nóng. Trời, chị rồi. Nãy không nói đây nè. Em tưởng chị để gian. Tại chị có cái muỗng. Phong bớt. Muỗng em có cái muỗng. Tâm nướng nó phong mì thôi. Ăn sò đi nè. Phi, sò dạ, nè. Dạ dạ. Ngon. Em quá. là chị biết món ruột của em là gì không? Tôm. Rồi hả, vậy thích lắm. Rồi ăn đi. Mà vô bà phê em lựa tôm em ăn không à? Chiều đi qua, em chị chiều đi qua rồi. Đi qua rồi. Thêm tôm mà tao hai chị em cả đám luôn bưng con dĩ thịt, bưng dĩ thịt mua cho đã đi ra nó. Ủa sao mình cũng mua dĩ thịt vậy ta? Cứ vòng vô lượm thêm dĩ thịt, lượm thêm dĩ thịt với em thấy gì em vòng lại em lấy tôm thêm mấy con khác nó tới chuột ở đây nhiều lắm. Tao có chị ngồi mình nó chỉ thấy nó chạy vòng luôn. Miếng thịt nhìn hấp dẫn quá kìa con ơi. Nó còn ăn xôi xèo xèo kìa, ăn xôi xèo xèo luôn quá trời. Nó chạy mới chở mình. Sò ngon quá, còn chấm ớt chanh này ngon. Chờ làm gì cũng đứng lên đứng xuống tội nghiệp vậy. Nhờ vậy lá năng nhiều. Nói làm gì kém. Nó tin chuyện nó ăn nhiều mà mình không để ý đó. Cứ đứng lên đứng xuống. Chị có chi lâu mới nhận được á cho em. Quá ngon quá ngon. Nó chảy. Em coi chừng cái thịt sưng nó đi sợ khét á em. Không, em thấy lửa ngọn không à. Anh cẩn thận á. Vậy anh đi đâu nãy giờ? Đi tiểu. Đi lượn con không? Đói con ngồi vô anh cũng coi nó rồi. Nó ngồi tự lượn con nó khét thấy không? Thấy chưa? Không có khét chị, chứ không phải anh vô nó kéo nó ra hả? Có đâu. Do mỡ mỡ nó xuống á nó lên lửa ngọn không? Đúng rồi. Ăn lên chưa nãy không ăn vậy trời ăn mấy cái. Cái này gặp nhiều quá ăn. Quá thì gặp luôn. Ai ăn đồ ăn nha, cái này kỵ đầu nha. Chấm cái kia kìa. Rồi, nó phải rút cái cây trước. Sò rất là ngon Xuân ơi. Dạ. Chấm cái muối cần. À, nó ăn mấy cái cây, nó rút cây xuống luôn à. Sáng tức đổ mấy cái nước ấy chị.